Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của Thánh Mục Trân. Vâng, hôm nay tôi sẽ làm clip nấu canh hến cho các bạn xem nha. Đây các bạn, tôi đã chuẩn bị sẵn những nguyên vật liệu để nấu canh hến. Đây các bạn, đây là rau lộn nha các bạn. Rau nên có rất là nhiều loại rau, có nhiều loại rau trộn lại với nhau. Đây là nước luộc của hến nha các bạn, và đây là hến. Bây giờ tôi sẽ ướp trước gia vị và cho hến nó thấm nha các bạn. Tôi sẽ bỏ một ít vị tinh, một ít bột nêm nha các bạn, và cho một chút nước mắm. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên cho nó thấm gia vị vào hến nha các bạn. Cái này chúng ta ướp sơ thôi, vì trong hến người ta luộc hến đã có bỏ muối vào nên không cần bỏ muối nha các bạn. Con hến rất là to nha các bạn, đây các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ lọc rau thôi các bạn. Rau ở quê rất là ngon nha các bạn. Đây là ngọt nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nhân lửa thôi các bạn ơi. Ta sẽ giả một ít nén phi cho nó thơm nha các bạn. Ta sẽ đổ dầu vào các bạn, giờ nó tới rồi đây. Ta sẽ phi nén vào cho nó thơm. Bây giờ chúng ta sẽ đổ nước hến vào nghe các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nấu cho nước sôi vào và bỏ rau vào thôi các bạn. Nước đã gần sôi rồi các bạn ơi. Đây, nước đã sôi rồi các bạn. Chờ sôi thêm một xíu chúng ta sẽ bỏ rau vào nha các bạn. Nước sôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ rau vào nha các bạn.
là bữa trưa của tôi đây các bạn ơi. Sắp chín rồi các bạn ơi. Mùi rất là hấp dẫn. Món ăn này rất là bổ dưỡng luôn các bạn. Chúng ta không cho nên rau quá chín, để cho nó vừa chín thôi các bạn ạ. Rau nó chín quá nó sẽ mềm, nó sẽ ăn rất là dễ. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ một ít bột nêm cho nó vừa ăn nha các bạn. Chín rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ nhắc xuống thôi. Các bạn đã thấy đói bụng chưa nào? Bây giờ hãy thưởng thức cùng tôi nha. Bây giờ tôi sẽ múc ra bát nha các bạn. Các bạn, đây là bữa trưa của tôi đây các bạn. Canh hến ăn với canh trắng rất tuyệt vời nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ ăn thử đây các bạn. Tôi sẽ ăn thử canh hến các bạn nha. Đây, mời các bạn nghe, đây là con hến của tôi đây các bạn. Hến ngon lắm các bạn ơi. Hến rất ngọt nha các bạn. Ăn cùng với cơm nha các bạn. Rất là ngon. Ấn đây các bạn. Cao quá. Trời là củ hành. Chào các bạn nha. Hẹn các bạn vào clip tiếp theo của tôi nha. Bye các bạn.